Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người bài cắt tóc ngắn và uốn xoăn cho trên nền tóc bạc và nhuộm đen nhiều lần. Hôm nay video của mình làm hơi bị mờ, mọi người thông cảm nhé. Tại vì lúc quay không để ý, máy quay bị lỗi. Và giờ chúng ta sẽ cắt bài này nhé. Thì với cái tóc này, với tóc ngắn này thì mọi người sẽ tạo cho mình một cái khuôn viền vuông bằng. Sau khi tạo được khuôn viền xong thì mọi người sẽ bắt cắt tóc ở giữa gáy. Rồi mọi người thực hiện tạo tầng lớp lên. Thì với tóc này thì mọi người không được cắt tầng cao, mọi người chỉ cắt tầng thấp thôi. Sau khi cắt xong ở tép thứ nhất rồi thì mọi người sẽ lấy tép thứ hai và kéo hơi chết về tép thứ nhất, rồi mọi người thực hiện cắt liên kết với tép thứ nhất. Và tép thứ ba, thứ tư mọi người cắt cũng vậy, liên kết với các cái tép tóc bên cạnh mình đã cắt rồi. Giờ này mình rất là bận khi mình đào tạo học viên, tại vì mình không có thời gian làm video nên mình ít ra video. Mọi người thông cảm, thì sau lần tới mình sẽ cố gắng làm nhiều video hơn để cho mọi người tham khảo. Và sau khi cắt xong thì mọi người sẽ dâng lên và cắt loại bỏ những góc thừa. Rồi tiếp tục thì mọi người sẽ cắt nốt ở phía bên phải của màn hình. Mọi người thực hiện như ở phía bên trái, làm sao cho liên kết với nhau để tránh bị bên dài bên ngắn, hoặc là cái dài cái ngắn. Với bài này mình cắt mất hơn 2 phút là xong cái dáng đầu này. Bên mình thì vẫn đào tạo nâng cao cắt uốn nhuộm 10 ngày để cho tất cả các bạn chủ salon và các bạn thợ chính. Thì các bạn muốn biết thêm chi tiết nhiều hơn thì các bạn có thể lên page của mình. Page của mình là Học viện Tóc Massacre. Mọi người có thể lên đấy tham khảo. Và giờ quay về trở lại bài cắt thì mọi người thực hiện xong. Sau khi thực hiện xong thì mọi người lại bắt tép tóc ở trên lên, rồi mọi người bỏ lại bỏ góc thừa, làm sao cho liên kết vào với nhau cho nó có độ mềm. Thì với dáng đầu này, sau khi mọi người cắt xong thì mọi người sẽ mềm hóa. Thì tóc này mình sẽ mềm hóa, mình để mình đi chụp 16 thì mình sẽ mềm hóa cách chân nó khoảng tầm 10 cm. Với tóc trung niên, mọi người nên uốn cao lên một chút thì để nó sẽ tạo độ phồng, vì tóc của người trung niên thường sẽ bị mỏng. Mọi người chải thuốc thì cũng lưu ý là không nên để thuốc nó đọng vào phần chân tóc hoặc là sát da đầu quá, vì khi chúng ta uốn để sát da đầu quá thì lúc ta lên chụp nó sẽ bị ngấn. Vậy khi chúng ta chải thuốc chúng ta để ý, hoặc nếu mà chúng ta bôi thuốc sát da đầu rồi thì mọi người khi chạy nhiệt xong thì mọi người phải là ép cái chân ra để tránh nó bị cái ngấn nếp chun. Và với tóc này thì mình sẽ lựa chọn chụp 16. Rồi, và đây là cái tóc đặt mềm hóa, thì mọi người thấy không? Tóc đây gọi đặt mềm hóa 90%. Với tóc bạc thì mọi người nên mềm hóa sâu một chút, còn đối với tóc bình thường thì mọi người mềm hóa non hơn. Tóc bạc thì mọi người mềm hóa sâu như kiểu cái tóc tơ mảnh hay là tóc dầu, mọi người nên mềm hóa sâu nhé. Thì với cái cách kiểm tra mềm hóa thì như mọi người thấy mình thấy tóc sáng lên và có độ bết dính như này là mình cho khách đi xả sạch và khử kiềm. Sau khi khử kiềm xong thì mình sẽ lên chụp và chạy nhiệt khô thôi, và dập định hình 15 phút. Và đây là cái tóc sau khi mình đã làm xong, tóc rất là căng sóng, bảo hành cho khách 1 năm luôn các bạn nhé. Kết quả sau khi sấy khô xong đấy ạ, tóc khá là bóng và căng sóng. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi video nhé, hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau.